Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Cây Cam Sành. Như trên màn hình, đây là cây cam sành đang trong thời điểm lấy cây đọt. Sau khi tiến hành bấm đọt được khoảng trên 2 tuần rồi thì tất cả các cây nó đã đi điều đọt và đã tiến hành là xử lý được 2 lần phân thuốc dưới gốc, thì giúp cho cái cây của mình nó được đi đọt sớm, tức là để cho cái cây của mình nó không có bị nín đọt các bạn. Tức là sau khi các bạn tiến hành bấm đọt khoảng từ 2 tới 3 ngày thì các bạn có thể là tiến hành là đi phân được cây, giúp cho cái cây của mình nó hấp thụ dinh dưỡng kịp thời để cho cái quá trình mà đi đọt của nó sẽ được nhanh. Còn nếu như các bạn đi phân trễ quá thì cái mầm nó lên không được kim, tức là những cái mầm nó lên trước thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng, nó làm nín những cái mầm lên phía sau đó. Cho nên là sau khi bấm đọt thì cũng phải tưới phân sớm trong những ngày đầu, và đồng thời là phun phân bón lá sớm định kỳ về phân thuốc và phân bón lá để tưới dưới gốc thì các bạn nên xài định kỳ để giúp cho cây đọt của mình nó ra đều. Như cái vườn này thì nó ra khá là đều và cái cây nó tương đối rất là xanh hết các bạn. Nhìn tổng quát cái bộ lá chân, cái bộ lá già phía dưới thì nó rất là xanh. Còn hiện tại là đối với cái quá trình ra đọt thì cây nó đang ra đọt được dài như thế này. Thì sau khi đi cắt lần phân bón lá thì ở thời điểm này mình đã cho nhà vườn tiến hành là phun thuốc bệnh thấy các bạn, giúp cho bảo vệ cái đọt của mình, nó tránh bị nấm bệnh tấn công. Đây những cái này nè, là cái màu xanh nó vẫn còn phủ ở trên lá nè, là vườn vừa tiến hành là phun thuốc bệnh thôi. Đó, trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ tiến hành là phun thuốc bệnh, là phun phủ toàn bộ cây luôn các bạn, giúp cho cái cây của mình nó được sạch bệnh. Tức là các bạn phun phủ toàn bộ cây, vừa những cái lá non vừa những cái lá già, thì cái thuốc nó sẽ bao phủ toàn bộ cây thì nó sẽ không, nó diệt toàn bộ cái nấm bệnh đó. Còn nếu như các bạn phun không đủ thuốc thì những cái nấm bệnh ở dưới lá già nó sẽ lây lên những cái lá non của mình. Những cây đọt thì nó ra tương đối khá là ổn hay các bạn. Đây, khi mà tất cả các mầm đọt nó đã lên đều á, sẽ tiến hành là kéo đọt cho nó ra nhanh. Thì nó ra nhanh rồi sẽ giúp cho nó nở lá, thì cái cây của mình nhìn nó sẽ đều hơn. Còn ở thời điểm này nó nhú á, do tùy theo cái sức cây thì nhầm cây nó sẽ nhú trước, nhầm cây nó sẽ nhú sau. Thì nhìn ở thời điểm này nó chưa có đều, nhưng mà khoảng 3 tuần sau khi chúng ta tiến hành bấm đọt á thì tất cả các cây nó sẽ đều, lúc đó nhìn nó sẽ ổn hơn. Đối với những cái nhánh này, cái đọt nó ra nguyên chùm luôn, rất là nhiều, nguyên một chùm đọt. Trong thời điểm cây, ở những thời điểm của cái cơ này á, sẽ tiến hành là lấy nhiều đọt các bạn, giúp cho cái cây của mình nó điều tán, nó điều tàn, tức là nó xây đều cây. Khi nó xây đều cây á, thì vì sao cái tàn mang trái của mình nó nhiều thì năng suất nó sẽ ổn hơn. Còn trong quá trình đi phân đi thuốc hiện tại thì mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là cắt rễ liên tục các bạn, giúp cho cái bộ rễ của mình nó được ra liên tục luôn thì cái cây của mình nó sẽ khỏe. Mình luôn ưu tiên sử dụng kích rễ cho nhà vườn để cho cái rễ của mình nó được ra liên tục. Đây, như đối với cái này nè các bạn, ngay trong quá trình đi cơi mà cái rễ nó ra trắng sáng nè, nó ra trắng sáng như vậy thì quá trình hút dinh dưỡng của nó rất là mạnh. Đó, đây là những cái bộ rễ mới nó đang ra. Những cái đầu rễ mới nó luôn ra hay các bạn, nó vừa ra thôi. Cho nên là trong quá trình chăm sóc cam sành á, cái vấn đề mà chúng ta tiến hành là kích rễ là cần phải thực hiện liên tục luôn để giúp cho cái cây của mình nó thiệt là khỏe. Khi bộ rễ nó khỏe, nó có thể là thì cái quá trình hút dinh dưỡng của nó sẽ mạnh và nó sẽ chống chịu tốt với điều kiện sâu bệnh hoặc là những cái tác nhân khác như mưa bão hoặc là nước các bạn. Với lại bộ rễ khỏe tới nữa, khi chúng ta xử lý qua thì cái cây nó chống chịu tốt, nó sẽ phục hồi tốt. Sau khi mà chúng ta tiến hành phục hồi lại để kích qua thì cái cây nó sẽ bật mầm qua mạnh hơn. Đây,
cái cây thì mình cho nhà vườn tiến hành là đi dinh dưỡng đầy đủ và phun phân bón lá định kỳ, thì cái cây nó có cái màu xanh tương đối là ổn và cái lá nó rất là cứng. Khi mà cái lá nó cứng á, thì nó sẽ tổng hợp dinh dưỡng tốt, thì cái quá trình ra đọt của mình nó sẽ hiệu quả. Còn trong thời điểm này, ví dụ đối với một số nhà vườn của mình á, không có tiến hành là cân bằng cái pH đất trước đó các bạn, thì nó sẽ có bị tình trạng là rớt cái lá chân ở dưới này nè. Nếu như mà bị tình trạng rớt lá chân này thì các bạn phải tiến hành là ngưng phân bón lại, rồi sau đó tiến hành là cân bằng lại cái pH đất rồi hả tưới phân tiếp, chứ để các bạn tưới vô là cái cây nó rớt lá nhiều hơn là nó suy nữa đó. Đây nè các bạn, những bộ rễ mới là ra liên tục luôn. Cái này là toàn bộ những cái rễ mới nó đang ra, nó rất là sáng trắng đây. Ha, mình sẽ cho nhà vườn kích liên tục luôn. Mỗi lần tưới là rễ đều ra hết trơn. Khi rễ nó ra nhiều như vậy thì cái cây của mình về sau nó rất là lực. Cho nên là trong quá trình kiểm tra vườn thì các bạn quan sát nha, nếu như cái rễ của mình nó ra không được ổn là chứng tỏ cái quá trình đi phân đi thuốc nó chưa phù hợp, thì các bạn cần phải điều chỉnh lại. Số chia sẻ ngắn về cái quá trình chăm sóc để lấy cây đọt cam sành nó được hoàn thiện. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tân vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công.